Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Thì cái lưu ý đầu tiên ấy thì anh em phải liên tục và xuất trận đi vượt ải nhiều vào, chăm chỉ đi vượt ải thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái vé chiêu mộ. Đấy, vào chiêu mộ phát này ra được kha khá tướng. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, ở trong cái phần lâu đài ấy, thành chính này, khi mà chúng ta chiêu mộ này thì chúng ta sẽ ra được kha khá tướng vàng, tướng cam ấy, tỷ lệ nó ra cũng khá ổn. Nhưng mà để ra được những cái vị tướng mà nó nằm trong team hạt nhân ấy thì tỷ lệ nó rất là khó nha. Đây là vị tướng mà mình lấy được khi mà mình nạp đầu thôi. Chứ còn để mà đi chiêu mộ đấy thì rất chi là khó. Thế thành ra là anh em lựa chọn đội hình như thế nào thì tí nữa mình sẽ chia sẻ. Còn có một số cái nữa để kiếm vé chiêu mộ thì mình sẽ nói nốt luôn. Đầu tiên là trong cái phần phúc lợi nha anh em. Đây, phúc lợi nha. Tặng 150 này. Thì cái này lên level 35 là chúng ta có rất nhiều vé luôn đấy, 6, 7, 8, 9, 10 cái vé đấy luôn. Tức là nhân x10 lên nha, tầm 6, 70 cái liền cơ, nhiều lắm. Nên là anh em chịu khó đi cái cấp cái đã. Tiếp theo là một số những cái phúc lợi này thì anh em vào anh em nhận hết, có cái gì chấm than, chấm đỏ là anh em vào nhận hết cho mình nha. Cứ chiêu mộ được tướng là chúng ta sẽ lại tiếp tục vào đây để nhận kim cương các kiểu. Thì khi mà chúng ta có kim cương rồi á, thì anh em vào trong phần shop vạn năng này cho mình. Ở trong shop vạn năng này sẽ mua cái vé chiêu mộ cao nhá. Vé chiêu hồi cao này là một này. Cái dưới này này, đấy có 510 cái vé chiêu mộ cao, rất chi là ok la luôn. Đó. À, tiếp theo đấy nữa, ở trong cái phần xếp hạng 7 ngày này chúng ta cũng có cái để mua nha anh em. Đây này. Trước đây thì chúng ta sẽ có cái vé chiêu mộ x10, 10 cuộn luôn mà giá chỉ có đâu đó là 1.000 với cả mấy trăm nữa thì chúng ta mua hết nha. Mình mua 3 lượt rồi, bây giờ là chuyển sang cái chiêu mộ kiểu là ngọc giống ước nguyện này. Thì cái này anh em nếu như mà có nhiều kim cương như mình đây, cái cấp chăm chỉ thì cũng có thể mua được nha anh em. Đó, mua luôn, mình sẽ mua để mình test thử cho anh em nha. Rồi, ngọc giống ước nguyện đúng không? Ước nguyện rồng thần, vào thử tí, siêu nha, hy vọng rằng có thể ra được một số những tướng nhỏ xịn sò hiếm hiếm tí. Ok, chiêu mộ nha. Đây, wow, anh em thấy chưa, có rất là nhiều tướng luôn này, mảnh tướng cam có cực kỳ nhiều luôn ấy, không phải là ít đâu. Thêm phát nữa nha. Đó, anh em thấy ngon lành cái nào không? Trăng sừ thiếu niên này, thậm chí là có 55 mảnh 5 sao này. Đấy, thì khi mà chúng ta đi build team nó mới ngon lành được, bởi vì về sau thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải build về cùng một phe thì nó mới ổn áp nha anh em. Đây, sau khi mình ước nguyện có 20 lần thế thôi mà mình có rất nhiều mảnh này. Anh em thấy không? Gớm chưa? Thì mình sẽ ghép luôn 4 hình Son Goten. Thì chúng ta sẽ không lo bị thiếu tướng nha. Đấy. Nên là chúng ta nên mua nha. Mình thì mình mua hết. Đấy. Tiếp tục này mình sẽ ghép luôn này. Ok chưa? Son Gohan thiếu niên. Đó. Vegeta Super luôn này anh em này. Cái mảnh miếng cam đấy cực kỳ là hiếm luôn đấy. Thế mà mình đã ra được Vegeta Super nha. Đấy. Trăng sừ Super luôn này. Ổn áp chưa? Đây là cách để chúng ta có thể kiếm tài nguyên ấy. Thì bây giờ khi mà chúng ta đã có đây là Sunoku. Đây, Vegeta Super rồi thì chúng ta hoàn toàn để nâng sao được lên. Khi nâng được sao lên thì nó sẽ cực kỳ là mạnh. Quan trọng nhất vẫn là cái việc tăng sao ở giai đoạn đầu anh em nhá. Anh em thấy không này? Nhiều vai cả trưởng luôn đấy giờ. Vẫn tiếp tục nói về cái vé chiêu mộ đấy thì ở trong phần triệu hồi chiến binh, chúng ta để ý thì có một cái dương ở đây này. Khi mà đạt đủ 1.000 điểm thì chúng ta sẽ có thể là lựa chọn cái phe của mình, sau đó là ấn ghép thì nó sẽ ra tướng cái phe đấy cho mình luôn. Tuy nhiên là anh em phải cày lên đâu đó là cảnh giới là cái góc này này, góc dưới bên phải màn hình ấy, là lên cảnh giới 5. Thì anh em chú ý cái những cái nhiệm vụ đây, cứ ấn phần đến này để làm cho càng nhanh lên cái cảnh giới 5 càng tốt. Em càng nhanh lên bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có được nhiều tướng cam bấy nhiêu. Và tướng cam chúng ta không thiếu ở ngày đầu tiên đâu, nên anh em không cần phải lo nha. Ông cần phải bâng khuâng, cày chay vẫn chơi tốt, quá là bình thường luôn. Cái phần ước nguyện này thì cứ từ từ. Đấy, còn server mới nữa. Mục tiêu, quan trọng là trong phần mục tiêu này. Đấy, có bao nhiêu nhiệm vụ làm hết. Bên cạnh đó, triệu hồi cao cấp thì chúng ta sẽ được hoàn trả. Và quan trọng nhất là cái phúc lợi, là kim cương anh em để dành mua ở trong này đầu tiên. Sau đó thì mới đi mua ở trong phần chợ như lúc nãy mình nói nha. Đấy, đơn giản như thế thôi. Còn tiếp theo nữa, đó chính là về cách lựa chọn tướng. Thì để mình cho anh em thấy là trong này có rất là nhiều chiến binh, và đặc biệt là những chiến binh có chữ hạt nhân, đây là chắc chắn là chúng ta cần phải giữ lại để sau này nâng về lết. Nó rất là ngon luôn. Anh em phải lựa chọn cho mình được cái một môn phái mà mình muốn chơi nhá.
thì sau này chúng ta sẽ theo môn phái đó. Thì tất cả những cái vị tướng ở bên này chúng ta không được phép là ấn gọi là tiêu hủy hoặc dùng nó làm phôi nha. Đó, còn lại ở giai đoạn đầu thì chúng ta chơi như thế nào? Mình thì mình sẽ chơi cái hệ Saiya, siêu Saiya này đúng không? Thì những cái môn phái bên, những cái chiến binh ở bên môn phái siêu Saiya này là mình sẽ không tiêu hủy cái gì hết. Đó, còn bên này thì mình sẽ lựa chọn một em mà có ra được nhiều nhất. Ví dụ như ở bên thần này là mình ra được rất nhiều Not Kai, thần cai quản phương Bắc. Ok, thì mình sẽ nâng em một mình em nó luôn. Còn những em khác mình chẳng cần quan tâm, cứ mang đi làm phôi là bình thường. Ví dụ nha, 4 em đúng không? 1, 2, 3, 4 sang nhận. Ê, cần tận 2k điểm ấy cơ. Ok, thì thôi, bây giờ tạm thời nâng người như thế này đã. Lên được 6 sao rồi nha anh em. Tiếp theo bên người cũng tương tự. Mình ra được nhiều tàu phải đúng không? Thì mình sẽ tiếp tục nâng ông này lên 6 sao. Ở bên ma này thì mình sẽ lựa chọn một là ma bưu mập, hai là Barbidi, hoặc là một em nào đó phôi nhiều hơn khi mà mình có tài nguyên nha. Mình có thể nâng cấp được Vegeta này, bởi vì là vừa ghép ra được một mảnh Vegeta. Thì bây giờ là mình sẽ nâng sao luôn cho Vegeta nha. Xác nhận luôn. Rồi, còn ở dưới này thì có một số em kiểu như là kẻ bịt mặt này thì thôi, dùng làm phôi cũng được anh em nhé. Nâng sao luôn, quá là easy. À, với cả cái việc nhập cốt á, thì anh em sẽ nhận được một số vị tướng cam nữa, nên là có thể chơi tẹt bô được anh em nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là đi vượt ải đi, nâng cấp level cái đã. Nhưng mà cái việc nâng cấp lên 6 sao rồi á, thì chúng ta cũng cần phải nâng cấp được 6 em cùng lên level 60, 80 gì đấy, thì chúng ta mới có thể nâng cấp được cho Vegeta lên. Thì bây giờ mình sẽ đi nâng cấp thêm một em nữa là Mabu đi. Ok, cho vào đội hình luôn. Rồi, khoan nữa nè, 50 này. Rồi, phát này là lên được 60 đây. Ok, nâng sao luôn. Có một thằng Mabu, xác nhận luôn và 4 thằng phôi chú bắp. 1, 2, 3 và 4. Ok, đơn giản. Tiếp theo là đây, Not Kai. Ôi, thế thì thiếu mấy trăm đá nữa rồi. Lên nha. Đấy thì anh em lưu ý là chúng ta cần phải nâng cấp đều một chút, cùng lên level 80, thì sau đó là mới có thể nâng cấp được cho một em tướng nữa. Khi mà nâng cấp lên 6 sao á, thì mới có thể nâng cấp lên level 140, vì max giới hạn 5 sao nó chỉ có level 100 thôi anh em ạ. Nếu như hết tài nguyên như thế thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải vào làm nhiệm vụ các kiểu con đà điểu thôi. Nhận thưởng nào, sau đó là lại đi vượt ải các thứ nữa, thì mới có thể là nhận được những cái phần quà. Dương luôn này. Ok, sẽ có một số những cái phần thưởng ở đây nha. Rồi, mình đã lên level 31 rồi nha. Í, ngon, mở thêm một số những cái hoạt động. Lên level nhanh thì chúng ta sẽ có nhiều hoạt động hơn để chơi. Đấy, anh em thấy không? Quan trọng là tại sao chúng ta cần nâng cấp lên level 80 tất. Bởi vì là nó sẽ lấy cái level thấp nhất ở trong cái phần hoạt động này. Để có thể là giúp cho một số những vị tướng khác của mình không cần nâng cấp gì mà vẫn có thể lên được level. Nó ngon lành cái nào. Đúng không ạ? Tốc chiến, tốc chiến thử xem là có đủ điểm luôn không nào. Rồi, nhiệm vụ ngày, nhận thưởng luôn. Túi có bao nhiêu điểm người ta, à hình như là đủ rồi này. Nâng cấp phát nha, mang nhanh luôn. Tăng cấp chiến binh 323 vẫn chưa đủ anh em ơi. Thế nên mình sẽ đi vượt ải nha. Lúc nãy mình đang bị kẹt cái ải này thì sau khi nâng cấp xong thì mình cũng đi đánh đấm, hy vọng rằng là có thể vượt qua được nha. Với cả là mình có một cái lưu ý, nếu như anh em mà có điều kiện mà nạp được 20.000 vào đây thì mình cảm thấy là nó sẽ ổn đấy, bởi vì là đi vượt ải nhanh hơn rất nhiều, có thể ấn bỏ qua được luôn. Còn không thì anh em sẽ cố gắng là vượt ải đến tầm ải 50 thì nó sẽ mở ra được bỏ qua, không có vấn đề gì. Tiếp tục là bỏ qua nha. Đó, wow, đã tăng bậc này. Mỗi một ải nó có mười mấy thôi, thế cho nên là chăm chỉ vượt ải một chút là được nha. Thế nhìn chung là ngày đầu tiên mình thấy nó chỉ đơn giản là xoay quanh cái việc đi vượt ải. Với cả anh em lưu ý một chút trong cái việc lựa chọn đội hình như mình đã chia sẻ, thế là ngon. Và chúng ta hoàn toàn là có thể đi vượt ải quá là ổn áp luôn. Và lực chiến anh em cũng không quá bị thọt.